Hi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì Tân vô nhà của đứa em Sơn. Thì hôm nay thì vô thì em cũng có được một ít chuột. Buổi tối thì cha Sơn đi ra đồng để kiếm những con chuột về bằng mồi để tiếp đãi mấy anh em đại khách. Nhìn thấy những con chuột trắng trắng gì các bạn thấy ghê lắm đúng không? Có nhiều người không dám ăn các bạn ơi. Nội ăn chuột thôi là người ta đã sợ. Nhưng mà khi mà các bạn ăn thử cái món này rồi đó, thì các bạn biết cái hương vị quê hương nó như thế nào. Đó, chuột nấu cơm mẻ thì nhức nách luôn các bạn ơi. Đó, nó ngọt, ngon từ thịt mà ngọt từ xương luôn các bạn. Món này ăn vô là ghiền chết luôn á. Có nhiều người không dám ăn, cả nhà mình có thể thử một lần để cho biết nha. Những cái mỹ vị của nhân gian nha. Đây là món ăn đồng quê nha cả nhà. Ngon lắm. Đây, còn đây là cái chảo cò chà bá lửa các bạn ơi. Ở đây thì do chị Hai đảm nhận cái phần cò khìa nó chưa các bạn. Đó, cò này do em Sơn cũng đi săn đi kiếm từng con đó các bạn để đãi mấy anh em. Đó, mùa này thì cò nói chung là cũng khá là mập và thịt ngon và xương giòn. Đó, đây là những món ăn dân dã ở miền Tây. Đó, săn gì ăn nấy nha các bạn. Đó, có nhiều người thì tùy người thôi các bạn ơi. Ở đây thì mấy anh em thì chủ yếu là muốn thưởng thức những cái hương vị đồng quê dân dã. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Ngon lắm. Ở đây thì ở quê thì người ta sử dụng cái bếp củi các bạn, rất là tiện nha. Và đã không cần xài ga ha. Đây thì cái phần cò của mình nó cũng đã thấm gia vị rồi các bạn ơi. Ở quê thì mấy chị em phụ nữ ở miền Tây thì rất là giỏi nấu nướng các bạn ơi. Ở đây thì chị Hai nấu cái món cò khìa nước dừa này thì nói chung là nhức nách nha các bạn ơi. Đây là mẹ của em Sơn nha. Ở quê ai cũng làm mồi nhậu ngon lắm các bạn. Đây là cái thành quả nè. Còn cái nước dừa bây giờ nó đã sắc lại các bạn, rất là ngon ha. Nãy giờ quên quay cái lúc đổ nước dừa luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thông cảm ha. Chủ yếu là mồi ngon mà có bạn hiền thì vậy là được rồi ha. Ở quê được cái chỗ nhậu gì này cũng lý tưởng ha các bạn. Đây mát mẻ, thứ gì chịu nổi. Đây hai món mà thấy cũng nhức nách rồi các bạn ơi. Có mấy người cò khè với lẩu chuột nấu cơm mẻ, thứ gì chịu nổi. Đây bút nguyên thùng bia đất xe nữa nè, tám chuyện bệnh luôn đó. Này đây có cái ao bông súng quá đẹp các bạn ơi, trời ơi quá đẹp. Ở quê nhìn con cảnh thấy mát mẻ lý tưởng. Bữa nay thì mình cũng được dịp vô nhà em ở đây rủ vô nhậu làm dài lâu, cái trò nhậu cũng lý tưởng. Okay. Chỉ để ăn cơm thôi chứ nhậu này nó gấp quá. Ký mắm ta 150 ngàn này không? Này mắm cá mè. Mè trắng ngon hơn. Nó bán ở chút xíu. Mắm này chị Hai ăn chưa? Thôi thử trước đi. Là mắm không dám ăn đồ cò luôn kìa. Đâu dám ăn đâu. Là thử miếng mắm luôn rồi. Mắm thử cái review nhẹ. Trời ơi mắm cá mè trắng các bạn ơi. Cái này ba đồ này là để ăn với đại khách rồi chứ đâu có bán đâu các bạn. Chết. Ngon, vừa ăn quá. Nhức nách luôn. Nhức cái nách. Giật giật như nãy hả? Giật giật. Miếng củ hành nè. Lộng thêm miếng ớt nữa. Miếng ớt nữa. Đổi luôn. Quá ngon. Trời ta. Vô, chúc mừng. Chị Hai quê chơi các bạn ơi. Còn mời bán bán cò khe được nấu canh chua cơm mẻ mắm cá mè cơm không. Chào các bạn nha, các bạn coi cái lẩu chua mà nó bán mà tới con chó mà nó le lưỡi chạy nước miếng khoái chạy nước miếng các bạn ơi. Thôi nè rồi trời đây chua chạy nước miếng. Thôi,
kiểu nè, lửa đây muốn tới đó như vậy đó, chảy hàm trên luôn chứ mà chảy hàm dưới luôn. Mồi bán quá mà chảy nước miếng luôn, gặp lẩu chua thứ gì chịu nổi. Trời nóng lè lưỡi cỡ đó, cỡ này mà không chảy nước miếng luôn. Cho thấy không hiện ha. Thì con nó không sủa, nó không sủa. Gặp người không ngờ sủa. Ồ, cho sữa. Mấy cháu học khỏi người nói nó cắn dữ lắm rồi. Đi ra đi. Tài ơi. Đúng rồi. Đi lại là con ở chỗ bắt tài. Mấy chó này. Sao bắt tài với gái không vậy? Đâu sợ kêu bắt tài sợ. Tài kia, tài kia, tài kia, tài kia. Tài kia, bắt tài kia. Rồi, hỏi lại. Cái gì má? Ơi, ơi, đậu mém lọt cái tim rồi. Má gì vậy? À, hiêu chiến quá. Ngoan thiệt, Sơn kêu chạy luôn. Sơn kêu khóc mắt tay. Sơn kêu chạy mất tiêu luôn rồi, đấy giờ kêu 2-3 lần rồi. Kêu mi phải không? Mi, bắt tay. Mi, mi, đậu quá. Kêu mỗi phát mỗi chạy. Chó này làm như là chó cái cút chay vậy ta. Con này chiến giới bê đê vậy. Mỗi phát luôn kêu mi là chạy liền. Không thể nãy kêu bắt tay này là bắt tay kia là bắt đâu luôn á, liên tục luôn á. Đâu nó khôn thiệt mà. Đế không? Con chó mà quẩy cái đuôi kêu quẩy đuôi là nó khôn dữ dằn. Đúng rồi. Thế còn con chó mấy con chó kia là nó không được lanh lợi. Chạy luôn rồi ơi. Nãy thấy thì tém tém cái lưỡi tém tém rồi. Là nó sợ rồi. Cái 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 vô ra vô ra. Bắt tay bắt tay bắt tay bắt tay. Ngồi xuống ngồi xuống. Không giả mày. Đây đây. Sơn 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 ơi Sơn ơi đâu Sơn ơi Sơn Sơn kêu Sơn. À không đếm trẻ luôn nội ơi. Không có đếm trẻ. Cái cái trời ơi gán dữ lắm. Này gán đứng biết mà xa luôn kìa. Một cái người đó giống như khuyến mãi vậy trời. Trời trời trời. Chó, tùm như chó. Bi, cục cưng, bi. Bây giờ quay clip mày. Đây nè. Không chịu rồi, không chịu rồi. Bi. À, chó mày gái em nữa. Bi, 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 bi. Bi, có tay em đi kìa. Có tay, có tay chó. À, chó ở trên nó chạy. Mỗi lần kêu bi chứ nó quần nó chạy ngoài má quéo đít thôi nó không ngờ má không ngờ má là ông tụt chứ luôn nhỏ má nhảy xong lặn nhảy 2-3 lần rồi đó kêu bi bi là nó ra tới đó má ghi chó anh chê em nữa hả ôi đụng mà bố mày nghỉ chơi chó này tao thấy chó còn thích nữa chó anh chê